sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2026, chủ trì phiên họp thứ hai của ban tổ chức để ra soát tiến độ thực các nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, các cơ quan đã báo cáo tiến độ, kết quả triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt đã phối hợp triển khai tổ chức thành công lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội và việc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại diện các cơ quan đã báo cáo về tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư về việc thực hiện đề án kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Các hoạt động kỷ niệm cần thể hiện được ý nghĩa tầm vóc to lớn của sự kiện, tuyên truyền giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội đôn đốc các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hữu quan, sớm hoàn thiện đề án thành lập Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.